cười lên cho vui, cười hé hàm răng, dù cho có lỗ cũng cười cho vui. Mấy ông xây bị lỗ rào xây mà không cười được à? Hả? Nhìn như kiểu cả thế giới nợ tiền đấy. Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Thắng vừa có mặt tại Khuẩy Phủng, vừa chạy từ Lùng Cao, có nghĩa là Thắng đã vượt qua cái núi này sang đến bên này. Bạn Đức thì đang ngồi bên nhà trưởng thôn và anh Sự cũng đã đến và đang ngồi nhà trưởng thôn. Thắng sang nhà anh Po trước, tí nữa thì đang đợi em thợ xây vào đây sẽ lắp cửa. Nhà Po đang làm gì đây? Chuồng gà. Nhà em Po là đang làm chuồng gà ở đây. Nhà em Po được chú Tống Thanh Đa giúp làm ngôi nhà. Đây là ngôi nhà chú Tống Thanh Đà đã giúp. Bây giờ đang chờ lắp cửa. Thắng bảo anh Sự là đi đường này và anh Sự đã mang cái đồ mà chú Tống Thanh Đa nhờ Thắng mua giúp cho nhà em Mã Po. Đây là ngôi nhà sơn hẳn màu trắng cả, ghê gớm nhỉ. Chú Tống Thanh Đa là giúp toàn bộ ngôi nhà này hết. Cửa tí nữa sẽ được lắp. Mang ngô lên đây được à? Đấy. Nhà thì bao gồm là nhà tắm, nhà vệ sinh, rồi là khung nhà, tất cả những thứ là đều được chú Đa giúp. Đây là cái bộ đồ mà anh Sự anh đã để vào đây. Đây là ba cái song, song là ba cái to cái nhỏ nhé, là 410.000. Chảo xào 220.000. Móc quần áo 50k. Cái gì đây? Bát à? Bát 100k. Muôi và đũa, có hai cái muôi to, một cái xảo và một bộ đũa 80k. Tổng là 860k. Đã để đây, tí nữa thì vào thì sẽ dở ra. Đây là căn bếp. Đấy. Có một cái bếp lò. Đấy, hôm qua chắc là vừa mới sơn xong. Đấy. Tí nữa thì lắp hết cửa và nó sẽ đầy đủ. Nhà thì mấy hôm nữa ở vào thì nó sẽ có hơi ấm. Đây nhà vệ sinh. Đấy. Đầy đủ hết. Đó. Đủ cả. Nhà em Po thì đang làm cái chuồng gà. Anh tí nữa thì sẽ bóc cái này ra. Mấy hôm nữa thì đoàn của chú Đa lên đây. Vừa nãy hỏi trưởng thôn rồi. Thôn này hơn 100 hộ. Đông lắm. Đang làm chuồng gà đây, chuyển gà. Mai là dọn lên ở rồi chứ? Và mai nhà em này em mới sẽ đưa gà qué. Gà đã đưa lên đây chưa? Mai mới mang lên à? Chuyển lên đây ở rồi. Đang làm chuồng à? Mấy gà bé bé về nuôi à? Nhà của bố bây giờ mới chỉ được khung thế thôi à, chưa được làm à? Đứng chỗ này bác không cần mặc quần dài, đứng đây bác chụp cái ảnh để bác gửi cho chú Đa. Nào đứng đây, đứng đứng xa đấy, đứng lùi lùi ra chỗ con, đứng lùi ra. Hai hai thằng này thôi à? Hai con bé à? Cười lên nhận piu piu. Rồi ok, rồi lại làm tiếp, mình lại làm rồi lại đi chơi. Mấy tuổi rồi? Một con 5 tuổi, một con 3 tuổi dưới.
Khu này chiều đến nhiều thọ người thả trâu nhỉ? Thả trâu bò kìa. Nhà mình có con trâu nào không? Không có rồi. Không có à? Xong nhà đợt này đi làm thuê thì có đi ra ngoài đấy làm không? Có đi theo anh làm không? Ờ, bây giờ xong cái này đi nhá. Vào nhà mới nhà miếng ngon nghẻ đi. Chuyển đồ dưới đây lên đi. Cái nhà kia có được dỡ lên đây không? Hay là lán cái đấy là của lán của người ta? Thế à? Vẫn của công ty à? Mình không được dỡ lên đây à? À. Lát kia trước kia đi là thề mua rồi. Cái đấy á? Ừ. Mình mua của nó rồi á? Ừ. Thế mình dỡ lên đây được gì? Ừ. Ừ. Cái này do rộng lửa thôi. Thế à? Ừ. Mình có hai đàn gà này à? Của mẹ thôi. Của mẹ à? Ừ. Không phải hai đàn này là của mình đâu à? Ừ. Mình chưa mang lên đây à? Trời sắp mưa rồi đấy. Oi oi đấy. Đấy mặt sàn cho gà ngủ à. Rồi. Đi mượn đội đi mượn máy nổ. Trường phone đi mượn máy nổ. Này chưa có điện. Bảy giờ tối liệu xong không em ơi? Bảy giờ tối xong cửa không? Đứng gà lên thì làm sao người dẫm lên được? Không thử trước á. Thử nhưng mà con gà nó nhẹ tèo. Ông người ông đi dẫm lên đấy thì rốt thật đấy. Thử. Gà bé tẹo kia ông thử. Thử ông thử phải thả ở cái khác chứ. Thì cái này mà người ăn cắp thì là cái này nó mà nghĩ nghe. Người ăn cắp á? À? Ai ăn cắp ở đây? Ở trong là có người ăn cắp nhiều quá đấy. Thế à? Mà không trong nhà mình đi làm như là mình về thì chính cả khóa trục hết đấy. Dạ. Yeah. Bảo cho máy nổ giật luôn, nổ làm luôn đi. Lắp luôn đi em ơi. Tối lắm rồi. Đức bí thư đoàn chưa lên à? Anh sự anh đi lên mà. Trời đã mưa trắng núi rồi, chắc là không về được rồi. Sao em mang quần áo đi đâu? Mắc ở chỗ bếp này. Mắc ở chỗ bếp này, mang ở nhà vệ sinh làm sao được? Mưa
mưa rồi, chạy đi, bảo vợ chạy đi. Về kiểu gì bây giờ? Bảo nó lấy gì che cháy bây giờ ấy. Mưa to đoành rồi. Không có then ở ngoài à? Dạ. Rồi không có then ở ngoài. Đi hàn then ở đây. Hàn một cái này thì quá ấy. Được vừa rồi đúng không? Vâng. Cắt cái đầu này đi. Đấy, cắt cái đầu kia đi.
cho nó làm nốt cái cửa này xong bảo nó dừng lại, làm nốt cửa chính này bảo nó xong nó dừng lại để ấy, để anh em mình thanh toán tiền, còn mình ra trước, còn đâu để mọi người họ ở lại họ các làm. Xong em dừng máy đi, xong mà ra đây để thanh toán tiền á, xong là bọn em cứ làm, anh còn phải về đây ra chỗ này. Thứ tư anh ơi, trưởng thôn gọi gia đình đây thanh toán tiền, xong là anh em mình em cho em để em ra cái, mưa gió tạnh rồi nó ngớt cho em ra, muộn rồi, đêm rồi em còn đi ra su phì xí mần. Gần 6 giờ này, 17 giờ 43 đi giao huyện xong rồi giao tỉnh nữa. Cửa kia bọn em là mai bọn em sẽ lắp nốt cho anh đúng không? À, rồi ok. Mai vẫn phải vào hết nữa đúng không? Đây anh à, cái còn cái song sắt của hai cửa sổ nữa mà đúng không? Em anh Poi. Anh đây khênh một cái ván ra để cho anh em ngồi bên này cho nó dễ, khênh cái ván này ra này, khênh cái ván này ra nữa, khênh đặt bên kia để gia đình mấy cả bên nhận tiền để cho anh em biết được hết bao tiền, gia đình biết được bao tiền. Đây là nhà của bác Tống Thanh Đa, hiện giờ thì Thắng đang nhận được số tiền của bác Đa là một lần là 50 triệu và một lần bác bắn 36 triệu, tổng là 86 triệu cho nhà anh Po, mã Po đấy. Thì bây giờ thì sẽ xem cái tiền vật liệu, lúc nãy là Thắng cũng quay. Ê, anh Sự, cái mang cái nồi cái thứ đây của bác Đa bác tặng gia đình để cho vào nhà mới đấy. Bê đây em mở ra để cho bác Đa bác coi nữa. Mở ra trước đi. Cái khoan bị vỡ cái kia mai em đắp xi măng vào cho anh nhá. À. Đây anh Po ơi, cái này là bác Đa bác ấy dặn em mua thì anh Sự anh ấy sáng nay lấy cùng vào đây. Đây để đây. Chỗ này. Đây cũng đệm đây. Đấy anh mở ra đây cho mọi người biết. Đây là hết 860.000. Này. Đó. Bóc ra đi. Bóc ra đi. Đấy. Xong 3 cái. Chảo một cái, móc một bộ, bát một bộ, đũa một bộ, muôi và ấy tí nữa xem muôi mới cả ấy đủ. Đây móc này, móc quần áo này đấy, chảo này, nó bây giờ xi là đây bát gì của chập của bát đây một bộ đây, bát một bộ chảo. Chảo này. Nồi 3 cái. Muôi 2 cái mới cả một cái xảo. Đúng không? Phải xem là anh trẻ ra phải đúng muôi 2 cái à. 30.000. Muôi 2 cái rồi. 2 cái. 30.000 nhá. Đây 2 cái muôi này, một cái xảo. Đây một bài mình, đây một bộ đũa. Chứ này mà khó, chứ này mà. Đây này, đây, lại cho vào để cho gia đình biết được. Đây móc đây. Đấy, đổ bát đây. Nồi đây, nồi 3 cái nhá, đây nhá. Nồi đây nhá. Một cái nồi to. Hai cái nồi bé.
Đó. Một cái chảo. Một cái chảo nhá. Đấy, gia đình cất đi. Cất đi, cất cất. Cất bát cất ấy vào hết trong đấy đi. Đấy nhá. Một cái chảo to xuống. Mai vào nhà mới. Mai dọn lên rồi đúng không? Rồi vợ cất vào trong bếp. Mai mà nấu nướng. Để mấy cái nồi nấu canh nhá. Bát. Để nấu canh thục của thôi. Đi làm thục của đi nha. Đi đi mà, đi đi, đi xa ra mổ gà nấu canh nhá. Bảo vợ tí nữa mang gà cọ đi. Mang mang đi xong rồi để đây làm sao đường có đã cửa bên kia đã có đâu. À, rồi rồi. Bà về đây trông gà đây này. À, rồi rồi. Bà về đây ngủ. Đâu anh em ơi, thợ ơi, về về đây nào. Đức ơi, ông sang bên kia đi, giấy tờ ấy đâu. Vật liệu mới cả ấy như nào. Công hôm nọ thống nhất là 21 triệu đúng không? Ứng 1 triệu rồi còn 20 triệu đúng không? Nào ngồi đi, mấy anh trưởng thôn ngồi đi. Hôm trước mình đã là ứng cho bạn Đức là tổng số tiền đó, Đức đưa cái ấy của ông đây, đưa bộ ấy, đưa cả quyển đấy đây. Hôm trước là ứng cái tờ bên dưới. Tờ này là tờ hôm đầu tiên rồi đúng không? Đây, tờ đầu tiên này. Ừ. Đây hôm trước đây mua vật liệu đây đúng không? Gia đình cũng đã xem mà hôm mà thắng ứng 30 triệu ấy đúng không? Bạn Đức đã nhận cái 30 triệu ấy rồi đúng không? Nhờ chuyển về đúng không? Thằng em này nhận hộ rồi đúng không? Đây nhá, hôm đấy là 46 triệu tiền vật liệu. Hôm vừa rồi phát sinh thêm đúng không? Đúng rồi, phát sinh thêm là 7.883.000 nữa. Thế là tổng cộng tiền của bạn Đức là hai lần là bao nhiêu? Để đưa cho tôi xả cộng vào. 553 triệu. Đâu? Trên. Đưa bút tôi mượn. Anh Sự lấy điện thoại ra tính cộng hộ em dần đi xem những cái mã này có đúng không? Ở đấy là anh kê hết tất cả cái hôm trước em đến nhắn tin cho anh. Ừ. Ông... Cửa kiếc đã kê hết vào đây chưa? Kê hết rồi. Cộng vào đây chưa? Hả? Cửa tính rồi. Cửa mấy triệu đây? Đúng rồi. Bộ cửa tổng cộng vào chưa? Đấy. Không tí nữa à. Thiếu nhá. Tới giờ không đến lúc là tôi là không biết đâu nhá. Tranh xem lại cái cửa. Ừ. Đâu? Đây là hôm đầu tiên đây. Đấy. Chưa có. Gạch bi này, xi măng này, cái chát này, nóc này. Còn cái của anh là trừ đi 10 tấm mờ lô. Ừ. Đúng không? Vâng. Đấy là em đã ứng trước là 8 triệu rồi. Hôm nay trừ đi là thì anh còn bao nhiêu nhỉ? 1.570.000. 570.000 anh đã nhận rồi đúng không? Ừ. Đây đúng không? 1.570.000 của anh đây. Của anh là cái tiền công đấy là 10 triệu nhưng mà trừ đi cái tiền đấy. Vâng. Em trả trước anh đây là 10 triệu là coi như là đủ 10 triệu nhá. Vâng, vâng. Gió nó bay nhưng mà do là yếu tố chủ quan chứ không phải khách quan. Vâng. Đúng chưa? Ừ. Đấy là vui vẻ nhận nhá. Vâng. Còn tranh là ứng 1 triệu rồi đúng không? 21 triệu còn 20 triệu thôi đúng không? Tháng này ở đây có cái cửa chưa? Cửa là chưa ghi vào à? Ghi vào. À. Chưa ghi vào đấy có nghĩa là tổng bây giờ là chưa có cửa đúng không? Chưa có cửa. Đây mua thêm hôm nọ để làm nhà vệ sinh những thứ đây đúng không? Tất cả. Sắt phi 16. Đây là thêm 7 triệu này rồi ok. Bây giờ tôi sẽ cộng này. Mã đầu tiên là 46 triệu. 46 triệu. 065k đúng không? Cộng mấy cả 7.883.000 đúng không? Cửa là 4.1 đúng không? À, cửa là 4.100. Đúng chưa? Còn cái gì nữa? Bây giờ tính hết cái cửa như như này là hết rồi. 10 triệu tiền công của anh này đúng không? 10 triệu tiền công gỗ làm dựng cái sàn bộ gỗ này đúng không? Vâng. Đấy, để bác Đàm nắm được chuẩn chưa? Vâng. Còn cái gì nữa không? Nhớ hết nha, không đến lúc là đã thanh toán lên đây rồi là cũng thanh toán là chú Đa chú biết là người ta nhìn thấy rồi, không đến lúc mai mà ơi ấy còn cái này cái kia là ông po đi mà trả nhá. Đây không biết à. Tôi chỉ biết vào ở thôi nhá.
là nhà xong là bảo là vo đưa tiền. Nào còn cái gì không anh em? Đúng chưa? Còn gì không? Đầy đủ chưa? Mỗi cửa là chưa kê vào. Ở đây tôi kê rồi nhá. Đây là cửa này. Cái gì nữa? Công sơn kia anh ghi vào chưa? À, công sơn của tranh và sơn thì... Sơn này tiền sơn kê đây chưa? Sơn có chưa? Sơn chưa. Sơn con lăn chổi đây có hết rồi đấy. Đây. Sơn là ba đấy, ba thùng của nó là mỗi thùng 500. Đây sơn đây. Có rồi đây, sao bảo không có? Nhưng mà cái công. Bây giờ cái xin bảo ý sĩ tiền công. Xin tiền công sơn á? À? Ông tưởng là 21 triệu trong đó có cả công sơn. Như, à, tiền ông ra ngoài huyện chở sơn vào đây gì? À. Thế thì cho 500.000 tiền chở mấy thùng sơn? Ba thùng. Ba thùng sơn từ ngoài huyện vào đây à? À. Thế thì được rồi, thế thì tính thêm 500 lấy xe máy của em à? Hay xe máy của ai? Xe máy em với lại xe máy của em trai. Cho 500.000 tiền sơn nhá. Đây không phải tiền sơn công sơn đâu mà sơn là nó có trong đấy, nhưng mà tiền đây tôi trả 500.000 là các ông chở sơn vào đây từ huyện vào nhá. 500k. Đúng chưa? Còn gì nữa không? Nghĩ đi. Nào. Này dù vật liệu là nó chỉ kê bằng bảng đấy rồi mà. Vận hết nội công chưa? Nghĩ hết chưa? Thằng ấy, còn gì nữa không? Mai không đòi đâu nhá, anh nói đây nhá, không rõ ràng nhá. Đủ chưa? Anh còn không? Anh chỉ có cái đanh thôi. À, tiền ít làm đường nha. Làm đường gì? Làm đường tí nữa tôi cho 400.000. Mỗi thằng 200.000 gọi là tiền đường tôi cho. Tiền đường chở để các ông cứu xe đúng không? Xe chở vật liệu hỏng mới cả ấy này nọ thì ông ra đẩy mới cả san để. Tôi cho tiền đấy, không phải bác Đa cho. 400.000 đúng không? Cho luôn. Này, anh Sự đưa luôn 400. Tiền mới. Đây, đây nhá, tiền đường. Chuẩn chưa? Đấy là anh Thắng cho nhá. Chuẩn chưa? Không đánh nghe ông po là ông phải ra mà ông san đường ấy. Không em cũng không được đâu, hai anh kia thôi. À, anh làm kia anh. Ông po đây là chở vật liệu, ông po nhà ông phải ra mà san đường ấy. Ông cứ ngồi đấy mà gật đâu. Mai tôi bắt ông trả tiền đấy. Anh có đi hổ cả ngày này. Không, ý là cái đợt đấy, đợt đầu, còn đợt cuối em còn cho 5 người đi bên này em đợt cũng không lấy đâu. Một xe kia không? Vâng, nó mắc ở bên kia em từ 10 giờ. Đang làm ở đây 10 giờ phải cả đi đi hết cả người ông không được ăn đến 7 giờ tối mới về vào đây cơ mà. Đấy là nhà ông Po nghe ông anh ông cũng không đi, em biết làm sao bây giờ để thế ông Po không đấy làm gì? Cứu rồi chứ. Không đấy là không gọi, không biết. Rồi đéo được. Cái tiền này là trước kia mắc ở gốc cây vải kia của hai thằng nó lên bê đá kia thôi. Đấy bây giờ tôi cộng cái này. Ông Sự ông chạy đi nghe điện rồi. Bây giờ là 46 triệu. Đúng không? 46 triệu 065k đúng không? Cộng mấy 7 triệu phát sinh đợt 2 vật liệu đúng không? 7 triệu 8 8 3. Cộng tiếp 4 triệu mốt tiền cửa. Cộng tiếp 500k tiền chở sơn. Chuẩn chưa? Cộng với cả 10 triệu tiền khung gỗ. Đúng không? Chuẩn chưa? Bằng 68 triệu 548.000. Chuẩn chưa? Cộng tiếp với cả 21 triệu tiền công xây. Đúng chưa? Bằng 89 triệu 548.000. Chuẩn chưa? 21 triệu tiền công xây. Nha, xong nhá, không còn cái gì nữa nhá. Đây đến đây là chấm hết nhá. Chuẩn chưa? Đã nhận của chú Đa, đã nhận chữ đẹp nhất luôn. Là 86 triệu. Đấy, của chú Đa. Bây giờ là bị âm củ tỏi. Đúng không? 1987. Đọc cả mật khẩu cho họ này. Chết giả.
89 triệu đã chi. 89 triệu 548 nghìn. Đúng không? Anh em có mặt ở đây là đúng đúng như vậy đúng không? Chi trả. Đấy nhá, đấy để cộng đây để chú Đa biết được. Hôm nay thắng, bây giờ là đã ứng. Đúng không? Đã ứng. Ứng là 10 triệu kia là trừ là xong rồi. 10 triệu của anh là xong rồi nhá. Em trả xong rồi. Không tính toán gì đến nữa. Bây giờ bạn Đức là bạn đã ứng là một lần là 10 triệu. Một lần 1 triệu rưỡi là 11 triệu 500. Cộng với 30 triệu là 41 triệu 500 đúng không? 1 triệu 500. Một lần triệu dưới kia là ứng để đi đấy, lấy đinh lấy Tôi không biết đinh đấy là tí nữa ông phải trả lại cho bên này ấy. Ừ. Đây là 20 triệu của em là xong luôn tiền đấy, đếm đi. Em ạ, đếm luôn đi. 21 triệu của em à, là xong luôn tiền công. 100 tờ. Cứ đếm đi. Thừa ra thì cho anh Po. Cái quần áo nào mặc cứ hở hết rốn ra này. Đủ chưa? Thế là của em hết tiền đấy nhá. Xong xuôi hết tất tần tật nhá. Ok chưa? Đấy. Đấy. Còn bây giờ đến lượt bạn Đức. Đúng không? Bạn Đức là tổng tiền của bạn là bao nhiêu tiền đây? Ba mã kia lên là... Ba mã nào? Đấy, mình đi trả tiền cửa với cả tiền lấy ống sắt với bệ các thứ cho anh em luôn. Tất đây á? Tất đây gì? Cộng ba mã này lên gì? Ba mã đấy, đúng rồi. Đây gì? 46 triệu không trăm thì cộng tiếp mấy cái này gì? Tôi cộng ba mã này nữa xong tôi trừ đi cái số tiền ông đã ứng là xong đúng không? Ba mã 46 triệu 065k cộng 7 triệu 883 cộng tiếp với 4 triệu 1. Đúng chưa? Đúng. Cộng với 500k tiền sơn. Chở sơn. Chở sơn ông nhận luôn hết cái đấy để cho dễ xong ông trả lại đưa cho bọn thằng này đi chở. Bằng 58 triệu 548 nghìn. Ông cộng đi của ông đúng chưa? Ông phải cộng. Hả? Đúng rồi. Bây giờ tôi trừ đi cái số tiền ông đã ứng là 41 triệu 500 đúng không? Đúng. Ông còn 17 triệu 048 nghìn. Anh Sự trả hộ em. 17 triệu. 17 triệu. Anh cứ đếm 17 triệu đi. Đếm 10 triệu trước. Đếm 50 tờ. Nhận luôn đi. À, Đức nhận luôn đi. Nhận luôn đi. Đếm luôn. Đếm luôn. Chả đếm được.
Thế bây giờ cứ trông đếm đủ 10. Ôi giời chẳng cần đấy. Anh đếm chuẩn này. Là 10 triệu. Đấy nhanh nhanh đi. Ừ. Còn sót tí. Nhanh còn về tối um rồi. Tôi đi ra tỉnh như các anh còn đi ra huyện. 10 triệu. 7 triệu nữa đúng không? À, bây giờ anh đếm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, 6 triệu, 6 triệu. Nhận đi. 1, nhận đi. 2, nhận trước đi. 3, 1 triệu. 4 5. Đây là 6 triệu rồi đúng không? Ừ. Quay ra ông giả cho hỏi cho mình. 7 triệu. Được chưa? 7 triệu. Rồi rồi. Được chưa? Là 17 triệu. 48.000 thì 40... đi xin đi báo họ luôn không lấy nữa. Ờ. À. Đấy là tùy ông thôi. Ừ. Ông có lấy không? Không. Không lấy 48.000 thì. Ừ. Bảo chẳng nhé, lấy bằng này vật liệu không bỏ được một tí. Thế thì đỡ. Đây để tôi xem còn 48.000 không, tôi trả cho ông. Cho 50.000. Không có, không có. Toàn tờ 500.000, còn mỗi tờ 10.000 thôi. Thôi thế thì xì xóa nhá. Nhìn nhằng hết thế nhá. Ừ. Ông Đức chịu lỗ báo họ nhé. Bảo thôi đi làm từ thiện nhá. Đấy. Em này là lấy lại tiền sơn những thứ, lấy lại tiền đấy ở đấy nhá. Sơn cho đây là Thắng cộng lại để cho các chú Đa biết là chú Đa đã chuyển cho Thắng là 86 triệu và đã chi là 89 triệu. Thắng sẽ cộng lại. Không còn ra anh còn giả cho anh kiểm đi. Không ý là cửa ấy. Ừ cái đấy cái tính. Đây là 80 giả cho em luôn gì? Vâng, cửa em làm 89 triệu 500 40 4 triệu cho 8.000 trừ đi 86 triệu của chú Đa. Còn cái đinh thì với lại cái kia 900 anh gửi cho anh là âm 3 triệu 548.000 cộng mấy cả 600 bao nhiêu tiền này nhỉ? Tiền tiền đấy này cũng phải là 800 bao nhiêu nhỉ? 800 bao nhiêu tiền nồi so không nhỉ? 860.000. Có để đâu. Cái tờ mua xong ấy. Cộng mấy cả 860. Thế là chú Đa sẽ chuyển lại cho Thắng là 4.408.000. Đấy. Thôn của anh là bao nhiêu hộ nhỉ? Không. 108 hộ. 108 hộ. Có hộ nào khá không? 100% hộ nghèo à? Ừ. Ôi giời. Một chắc cũng 100% hộ nghèo ở Đức. 108 hộ. Chưa có hộ nào không có. Nghèo hết. Cận nghèo nữa gì? Có cận nghèo không? Không có. Không có cận nghèo. Thôn này chưa có điện. Chưa. 100%. À thôn này chưa có điện à? Ôi dồi. Hẳn nào tôi đi xa thế. Ê, chú Đa nắm được là chú sẽ chuyển lại cho Thắng 4.408.000 nữa. Chú cứ chuyển 4.500.000 là vừa. Ơi đấy nhỉ. Thế là Thắng đã thanh toán xong cái số tiền. Còn bây giờ là về phía em sẽ hoàn thiện nốt lại cửa cho anh. Và hôm nào đóng biển thì anh sẽ quay lại kiểm tra một lần cuối nữa. Đó. Anh chở hộ em, anh sự ra với nhá. Chở chở ra xã em gửi tiền phí. Phí xăng. Chở ra xã Tây bao cây nhỉ? Từ đây ra mười mấy cây nhỉ? 12 cây à? Thế chào Ma Bò nhá. Mai cứ dọn đồ thứ vào nhà mới đi nhá. À, xong là anh em nó làm cái này xong nó sửa lại cả một cái chỗ góc nó bắn vào gần nó bị vỡ nhỉ. Kiểm tra thứ anh em họ sẽ bàn giao lại ok. Họ trở về đây vất vả lắm, máy nổ máy kia không có điện. Làm việc ở trong này được cái nhà là hạnh phúc lắm rồi đấy. Thề luôn. À, qua đây gửi lời cảm ơn đến gia đình chú Đa. À, chú cũng qua xem qua video, chú cũng biết được một phần nào về cái ngôi nhà của anh Mã Po rồi. À, hiện trước thì anh ở trong một cái lều, đang ở nhờ ở dưới kia. Và bây giờ thì đã có một ngôi nhà mới của bác Đa đã gửi cho gia đình. Nên là chúc chú Đa hạnh phúc. Sức khỏe để
có sức khỏe để ra mấy cả thôn Khuẩy Phủng, là vừa nãy là trưởng thôn đã báo rồi, 108 hộ nhỉ anh nhỉ, 108 hộ, 100% là hộ nghèo, chưa có hộ nào thoát nghèo đó. Nên là họ rất là nghèo và vất vả và khó khăn. Nên chú Đa có những cái phần quà gì thì chú sẽ thông tin lại cho Thắng để hôm đó cùng ra đây đóng biển và khánh thành nhà anh Mã Apo, và có những cái phần quà ý nghĩa đến cho thôn bản. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Đây. Mưa. Chanh ơi. Còn Chanh nó ngủ đây à hay ra? Chanh ra ngoài luôn chứ. 6 giờ 10 phút. À nếu mà nó ra thì cho đi nhờ luôn ra, cho anh Sự đi giờ ra. Thì anh trưởng thôn đỡ phải chở. Con mấy đồ? Mấy đồ thì em thuê, em lỡ thuê rồi thì em mới làm được tí này, anh nói với anh ấy hộ em với. Thì mai làm. Bây giờ em mất. À máy nổ này thuê à? Vâng. Thuê bao tiền máy nổ này? Ai già. Đây cất để, nhưng mà mình còn chưa dùng được, xong là em bảo muốn mai vào còn làm luôn. Được rồi. Tí đĩa nhà bảo nó một cao rồi là. Cái này cũng thuê đúng không? Cái mấy cái ván này thuê, người ta chưa trả tiền đấy. Vâng. Ông Po ông vừa bảo ấy, thuê cái nhà gì dưới kia. Ờ. Đấy, đi còn đi trả tiền cho người ta. Thế thì anh phừ thôi, không phải chở nữa nhá. Cho hai đồng chí này nào. Còn thằng còn ông Po này mà hôm nào mà muốn làm nhá thì bảo điện cho anh này, anh chở gọi cho. Trả tiền ván thì thuê tiền ván thì. Đấy thì giả cho người ta thuê mấy cái ván này 200.000 để làm nhà đấy. Đây. Mưa này đi có trơn không? Đoạn ngoài này chắc phải trơn, qua đường dưới không ạ? Đường nào? Đường đá dưới gì? Qua đường đá dưới đi được. Không đi qua đường. Tầm này là không đi được. Đứng vào. Đấy, chụp lại cái ảnh để con làm kỷ niệm. Nhìn được hết không? Được. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. 2 3. Cười lên cho vui, cười hé hàm răng, dù cho có lỗ cũng cười cho vui. Mấy ông xây bị lỗ rào xây mà không cười được à? Hả? Nhìn như kiểu cả thế giới nợ tiền ấy. Đây. Nó buồn lắm đấy. Đang lo cái máy nổ không biết làm thế nào đây này. Máy nổ người ở trên nhà đi, bà vào trong nhà mà. Ở lại trong.